chấn động lời tiên tri mới nhất về ba con giáp trúng lớn, tiền rơi trúng đầu, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu có, khó ai sánh bằng đúng năm 2024. Hoan hỉ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Xin kính chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, khi những ngày tháng cuối cùng của năm 2023 sắp kết thúc, chúng ta luôn mong chờ sự thay đổi tích cực sẽ đến vào năm mới. Năm 2024 tượng trưng cho một điểm khởi đầu mới. Đối với mỗi con giáp có thể tượng trưng cho sự thay đổi của trời đất, vận may sẽ dần tốt đẹp. Có thể bạn cũng đang mong chờ những thay đổi trong năm nay và chống lại những điều xui xẻo trong quá khứ. Năm 2024, vận mệnh của một số con giáp này dường như có sự thay đổi đáng kể. Nếu như năm 2023 xui xẻo, đen đủi đủ đường, cản trở họ thực hiện các dự định, thì năm 2024 họ sẽ gặp được cơ hội trở mình. Bởi mới đây, các nhà tử vi học, chiêm tinh học đã đưa ra một thông tin chấn động toàn thế giới. Bước vào năm 2024, bỗng xuất hiện một hiện tượng lạ trên bầu trời, khiến âm dương đảo chiều. Trong số 12 con giáp thì thật may mắn có 3 con giáp liền chớp được thiên cơ, đổi đời, đổi phận, mở ra thời khắc hoàng kim trăm năm có một lần. Vượt qua thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần nghe thấy điều này là một bước đổi đời giàu to, hết khổ, hết nợ, bao nhiêu vất vả khi xưa. Nay cũng được đền đáp xứng đáng, thay vào đó là vàng bạc chất đầy nhà như núi, mua nhà lầu tậu xe sang, hiên ngang đi giữa làng, khiến anh chị em bạn bè đỏ mắt ghen tị. Vậy, để biết được 4 con giáp nào sẽ may mắn nhận được vận may này, thiên cơ được tiết lộ ra là gì? Điều gì đã mang đến cho quý cô bác anh chị vận may đó? Và làm cách nào để giữ được tài lộc của quý cô bác anh chị trong năm 2024 sắp tới? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh. Bởi mỗi lượt đăng ký của quý vị sẽ là một nguồn động lực to lớn trong việc giúp cho ban biên tập chương trình của chúng tôi có thêm động lực để giúp đời giúp người quý vị nhé. Vị trí đầu tiên, không ai khác chính là con giáp tuổi Tý. Thưa quý vị, với vị trí đứng đầu trong danh sách 12 con giáp tuổi Tý cầm tinh con chuột, đối với người phương Đông thì họ coi chuột là biểu tượng cho sự tích lũy và cho sức khỏe. Còn đối với người Trung Quốc và Nhật Bản thì loài vật này chính là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Người tuổi Tý mang trong mình một đức tính là hiền lành, thân thiện, dễ gần, cần cù và sinh hoạt tiết kiệm. Bề ngoài thì người tuổi Tý có thể tỏ vẻ trầm lắng, ít lời, nghiêm túc, nhưng trên thực tế không phải thế. Một khi đã thân thiết với ai thì họ sẽ cực kỳ hoạt náo và cởi mở. Người sinh vào năm này bất luận làm việc gì cũng đều thành công vì họ biết tùy cơ ứng biến giống như một chú chuột. Họ có khả năng vượt qua mọi khó khăn, không sờn bước trước hiểm nguy bởi họ có thể bình tĩnh, tỉnh táo và nhạy bén, luôn có một trực giác sắc sảo, tầm nhìn xa và sự mẫn cảm trước các cuộc làm ăn. Những cuộc hoạn nạn chỉ khiến cho trí tuệ của con giáp này thêm xuất chúng. Do người tuổi Tý trong 12 con giáp là một người giàu tình cảm đích thực, nên họ không chỉ thương con hết mực mà còn kính yêu các bậc trưởng bối của mình. Cha mẹ có con sinh năm Tý chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm, chăm nom chu đáo của con mình. Người tuổi Tý luôn kính trên nhường dưới, họ luôn quan tâm chăm sóc trẻ nhỏ và luôn tin tưởng những người trên mình. Một người con tuổi Tý thì sẽ luôn đáp ứng những mong muốn và khoan dung trước những sai lầm của cha mẹ. Và một người chồng tuổi Tý thì sẽ rất trung thủy và thích làm những việc giúp đỡ vợ con trong gia đình. Có thể nói, những người tuổi Tý mang trong mình rất nhiều điểm tốt mà những con giáp khác không ai có được. Xem tử vi tuổi Tý năm 2024 nhận thấy, bước sang năm mới vận trình của người tuổi Tý đã có những khởi sắc, trông thấy so với tử vi năm 2023 trước đó, góp phần xua tan đi không ít mây mờ. Để đón những tia sáng mới, tình trạng sa sút của năm ngoái gần như đã bớt đi nhiều phần. Vận khí của bản mệnh cũng đã ổn định hơn trước đó, tuy không có quá nhiều thăng trầm, nhưng cũng thiếu đi sự đột phá. Bản mệnh cần chú trọng hơn trong việc quản lý bản thân, nâng cao năng lực, cân bằng giữa cuộc sống và công việc thì mới có thể cải thiện được vận trình. Dưới đây là những nhận định chung nhất về tử vi tuổi Tý năm 2024 ở các phương diện trong cuộc sống. Về phương diện sự nghiệp, sự nghiệp của bản mệnh tuổi Tý có những điểm sáng đáng kể trong năm Giáp Thìn 2024, dù thách thức vẫn còn nhưng cũng không phải là không có cách xử lý. Bạn cần phải cố gắng điều chỉnh tâm lý và dần dần thích ứng với nhịp điệu và sự thay đổi của năm nay. Cơ hội đến không ít, nhưng có nắm bắt và phát huy tới đâu lại phụ thuộc vào bạn. Chỉ cần bạn tập trung phát triển lợi thế của bản thân và có sự tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được không ít thành tựu. Diễn biến tài lộc của quý mệnh chủ tuổi Tý sang năm mới 2024 cũng có nhiều tín hiệu tích cực nhờ hàng loạt tài tinh chiếu mệnh.
Việc kiếm tiền của bạn khá suôn sẻ, cũng được người giúp đỡ nên làm ăn có lãi. Dù vậy, bạn vẫn nên chú ý tâm trạng thất thường, đừng vì những chuyện vặt vãnh mà nóng nảy, cáu gắt kẻo phá hỏng các mối hợp tác đang có lợi. Đồng thời bản mệnh cũng nên chú ý đến việc giao tiếp với mọi người, tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do hiểu lầm trong cuộc sống. Nhìn chung, phương diện tình duyên gia đạo của con giáp tuổi Tý ít có biến động lớn, mối quan hệ đôi lứa và vợ chồng bình lặng, ít sóng gió, đó cũng có thể coi là một điều đáng mừng. Người độc thân có một vài cơ hội tình cảm nhờ sức hút tăng vọt, tuy nhiên, bản mệnh cũng nên cẩn thận kẻo bị lừa gạt về tình cảm và tiền bạc. Có điều, trong cuối năm bản mệnh có thể sẽ phạm tam tai, lại có một vài hung tinh tác động xấu đến sức khỏe. Vì vậy, tuổi Tý vẫn nên chú ý chăm sóc cơ thể cẩn thận, rèn luyện tùy sức, sinh hoạt khoa học và điều độ để gìn giữ sức khỏe. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý khi đi lại, tránh sự vụ va vấp gây tai nạn không đáng có. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Tý may mắn nhất và cẩm nang vượng vận trong năm 2024. Tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Thưa quý vị, bước sang một năm mới, con giáp tuổi Canh Tý đã dần dần có thể thoát ra khỏi vận mệnh u ám và sẽ mở ra một điểm khởi đầu mới. Trong khoảng thời gian này, bạn nên lập kế hoạch cho năm mới một cách hợp lý và tận dụng những ngày nghỉ lễ để cải thiện các mối quan hệ. Vận may tài chính của bạn đã được cải thiện, vì vậy hãy cẩn thận tiêu tiền một cách khôn ngoan. Mối quan hệ của bạn với người khác giới dường như cũng ngày càng tốt hơn. Và bạn cũng có thể kết thêm được nhiều bạn mới, từ đó làm cho mối quan hệ của bạn ngày một phong phú hơn. Thực ra, trong khoảng thời gian qua, mối quan hệ của người tuổi Tý với những người xung quanh có nhiều vấn đề cần giải quyết. Dù sao, bạn vẫn cần phải giữ gìn các mối quan hệ này, tránh để nó rơi vào tranh chấp hoặc mắc kẹt trong những tình huống tồi tệ. Bản mệnh cũng cần chú ý đến sức khỏe của bản thân trong thời gian này. Bạn sẽ cần phải có một nguồn năng lượng ổn định để thực hiện các dự định của bản thân trong thời gian tới. Đừng mù quáng chống lại những thay đổi, điều này sẽ chỉ dẫn đến những thay đổi lớn hơn. Bởi dù bạn có chống cự thế nào, thì những thay đổi cuối cùng cũng sẽ xảy ra. Chính vì vậy, hãy nương mình theo những dòng chảy của sự thay đổi để tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho bản thân mình. Các chỉ số trong năm về phương diện sự nghiệp là 5 sao, phương diện tài lộc là 5 sao, phương diện sức khỏe là 4 sao, phương diện tình cảm là 5 sao, màu sắc cát tường là đỏ và tím, quý nhân phù trợ là dần, ngọ và tuất, con số may mắn là 5, 17 và 39. 2. Tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Quý vị thân mến, vận may của con giáp tuổi Nhâm Tý sẽ có thiên hướng tăng cao trong thời điểm đầu năm này, đã đến lúc bạn phải nỗ lực hết mình và phấn đấu để đạt đến đỉnh cao. Trong công việc bạn hãy nói ít, làm nhiều, cố gắng làm tốt công việc của mình và nắm bắt cơ hội thăng tiến lên cấp cao hơn. Vận may tài chính của bản mệnh tương đối suôn sẻ, những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tình cảm cũng hài hòa, người độc thân gặp nhiều may mắn với người khác giới. Sự giúp đỡ từ quý nhân trong tuần này tượng trưng cho tin tức, sự khởi đầu của một dự án hoặc thử thách mới. Nhâm Tý cũng cần nghiêm túc khi bắt đầu làm hoặc học một điều gì đó mới, bởi khi vận may tới, bạn sẽ thấy đó chính là thời cơ để bản thân thay đổi và rèn luyện năng lực. Hãy nghiên cứu xem bản thân phù hợp hoặc yêu thích lĩnh vực mới nào đó, dấn thân để bắt đầu. Điều này không chỉ giúp cho công việc hiện tại mở rộng hơn, mà còn là nền tảng cho sự phát triển của quý vị sau này. Quý nhân xuất hiện không chỉ mang đến cho bạn những lời khuyên hữu ích, thậm chí họ còn có thể trực tiếp giải quyết các vấn đề để giúp bạn. Hơn nữa, bạn cũng cần tận dụng các cơ hội tốt trong thời điểm này, không nên trì hoãn khi thời cơ chín mùi nhờ sự cố gắng không ngừng đó. Tài lộc của quý vị trong thời gian tới sẽ vô cùng hậu hĩnh, từ đó bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu như mong muốn. Các chỉ số trong năm về phương diện sự nghiệp là 4 sao, phương diện tài lộc là 5 sao, phương diện sức khỏe là 4 sao, phương diện tình cảm là 5 sao, màu sắc cát tường là vàng và trắng, quý nhân phù trợ là dần, ngọ và thân, con số may mắn là 17, 39 và 80. 3. Tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Thưa quý vị, vận may của con giáp tuổi Giáp Tý của sẽ có thiên hướng tăng cao trong thời điểm đầu năm này. Điều quan trọng nhất là phải thư giãn, duy trì trạng thái tốt, hoàn thành nhiệm vụ trong công việc, cố gắng giữ thái độ khiêm tốn và hòa hợp nhất có thể với các đồng nghiệp xung quanh. Nếu vận may tài chính ổn định, bạn phải chuẩn bị tích lũy để đề phòng những lúc khó khăn, bị ảnh hưởng bởi các mối quan hệ giữa các cá nhân. Cảm xúc của bạn có thể trở nên buồn tẻ, nhưng hãy sốc lại tinh thần vì năng lượng của bạn sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công việc và những gì bạn đang đảm nhận. Trong năm mới 2024, cũng sẽ xuất hiện những sự kiện mới đầy hứa hẹn hoặc có thể xuất hiện những công việc mới mà bạn đam mê.
Điều này không chỉ giúp bạn có thêm động lực phát triển công việc, mà còn mở ra cho bạn thêm con đường tương lai rộng mở. Hơn nữa, may mắn trong công việc cũng lây sang cả phương diện tình cảm, giúp bạn có một năm luôn ngập tràn hạnh phúc. Các mối quan hệ cũng vô cùng hòa hợp, khiến bạn có thể yên tâm để thực hiện những việc khác. Bản mệnh hãy tận dụng triệt để cơ hội trong thời gian này. Vì sự sáng tạo của bạn đang trong thời kỳ nở rộ, có thể bạn sẽ xuất hiện những ý tưởng hay ho, thú vị để áp dụng vào công việc. Trình độ trong công việc của bạn cũng được cải thiện. Nếu có một công việc mới hoặc vị trí mới, bạn đừng bỏ lỡ. Ngoài ra, quý vị cũng có thể thực hiện một số việc liên quan đến niềm tin, tín ngưỡng để tăng thêm may mắn, chẳng hạn như thờ cúng, đi chùa. Các chỉ số trong năm về phương diện sự nghiệp là 4 sao, phương diện tài lộc là 5 sao, phương diện sức khỏe là 5 sao, phương diện tình cảm là 5 sao, màu sắc cát tường là hồng và cam, quý nhân phù trợ là Mão, Ngọ, Tuất, con số may mắn là 26, 35 và 40. Vị trí thứ 2, xin chúc mừng cho con giáp tuổi Tuất. Quý vị thân mến, người tuổi Tuất là những người luôn sống bao dung, chân thành và vì vậy họ luôn được bạn bè, người thân tìm đến để sẻ chia nỗi niềm tâm sự. Với tính cách tuổi này, họ luôn tươi cười rạng rỡ khi xuất hiện trước mặt mọi người và trước khó khăn họ cũng luôn mỉm cười. Vì vậy, tâm hồn họ lúc nào cũng luôn tươi trẻ, hạnh phúc. Tuổi Tuất là những người lao động hết sức chăm chỉ, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn đỡ bớt gánh nặng của những người khác. Người tuổi này thường rất chịu thương, chịu khó, không nề hà bất cứ việc gì, thế nên họ đặc biệt thích hợp với công việc ngoài trời, chẳng hạn như tham gia các đội giải cứu, đặc công tinh nhuệ, đối đầu với môi trường khốc liệt. Trong cuộc sống, người tuổi Tuất thường có tình yêu mãnh liệt đối với gia đình và bạn bè, họ là những người chân thành và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ cũng có tinh thần đồng đội mạnh mẽ và thích làm việc trong nhóm. Sự tận tụy và trách nhiệm của họ khiến họ trở thành những người rất đáng tin cậy trong mọi tình huống. Trong gia đình thì bản năng làm cha mẹ ở tuổi Tuất rất rõ ràng, họ thường nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của mình. Họ quan tâm chăm sóc và yêu thương vun vén cho gia đình con cái và họ cảm thấy đặc biệt dễ chịu khi được ở trong tổ ấm của mình. 2023 được coi là một bước lùi của tuổi Tuất thì sang năm 2024 đương số sẽ có sự nhảy vọt gấp nhiều lần, vận trình hanh thông, được nhiều cát tinh chiếu mệnh, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, tiền bạc gia tăng không ngừng, có thể nói công sức bỏ ra bao nhiêu đều được đền đáp xứng đáng, gặt hái thành quả tương xứng tới đó. Tổng quan tử vi năm 2024 tuổi Tuất trên các phương diện như sau. Bước vào năm 2024, sự nghiệp của tuổi Tuất có nhiều bước phát triển rõ rệt trong năm, bản mệnh giữ được cái đầu lạnh, sự bình tĩnh và sáng suốt nên thường là người đầu tiên nắm bắt các cơ hội, đem về nhiều lợi ích cho bản thân và tập thể. Với người làm lãnh đạo cũng đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, thoát khỏi lối mòn trước đây, thu về nhiều thành công rực rỡ. Tài khí trong năm cũng tăng mạnh, công việc thuận lợi kéo theo tài lộc gia tăng đều đặn, thậm chí trong năm còn có nhiều lộc về kinh doanh, buôn bán hoặc các khoản tiền tăng lương, tăng thưởng. Với những người làm kinh tế, bạn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên có lượng khách hàng đông đảo, không sợ đối thủ cạnh tranh chơi xấu. Phương diện tình cảm nhìn chung có tốt, có xấu, Minh Đường tử vi khuyên bản mệnh nên nghiêm túc và chân thành khi đến với người khác, như vậy mới duy trì được mối quan hệ lâu bền. Ngoài ra, bạn cũng chớ nên cả tin nghe theo lời ngon tiếng ngọt của kẻ khác, kẻo bị lừa gạt tình cảm. Với những người đã lập gia đình, hãy giữ khoảng cách đúng mực với người ngoài, tránh để kẻ thứ ba xuất hiện. Phương diện sức khỏe cho thấy, bản mệnh duy trì được tình trạng sức khỏe khá tốt trong năm mới, thậm chí một vài người còn chữa được tận gốc những căn bệnh mãn tính đã làm phiền mình suốt bấy lâu. Hãy luôn giữ chế độ sinh hoạt khoa học, rèn luyện thể chất mỗi ngày để luôn khỏe mạnh nhé. Bên cạnh đó, một số cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái trong năm này. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Tuất may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng năm 2024. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Xem tử vi năm 2024 tuổi Mậu Tuất, do có tài tinh thực thần chiếu mệnh nên tài lộc của con giáp này có sự khởi sắc rực rỡ. Bước vào năm mới, thu nhập của con giáp này ngày càng tăng, cơ hội làm ăn, hợp tác đầu tư lớn, càng nhiều giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Dù vậy, bạn cũng nên hết sức thận trọng kẻo va chạm với tiểu nhân ganh ghét, hùn hạp, nên chú ý trong khi chọn người. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất thời điểm này lại không mấy khả quan cho lắm, có dấu hiệu suy giảm do chịu tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vì bị các căn bệnh vặt vãnh quấy dày, cũng do vậy mà bạn thường xuyên kén ăn, thiếu ngủ, tinh thần uể oải, không phấn chấn. Minh Đường tử vi khuyên con giáp này không nên thả trôi tình hình hiện tại mà hãy nỗ lực thay đổi, trước là từ lối sống của mình,
hãy ra ngoài vận động, hít thở bầu không khí trong lành và kết bạn nhiều hơn, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mà mọi người truyền cho mình. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn, bạn cũng nên kịp thời khám chữa chứ chớ nên giấu bệnh, bởi như vậy thì căn bệnh mà bạn mắc phải sẽ chỉ càng trở nặng hơn thôi. Trên phương diện tinh thần, nếu cảm thấy mệt mỏi, áp lực, bạn nên tâm sự với người thân thiết và đáng tin cậy. Đừng giấu mọi chuyện trong lòng, làm được như vậy, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, thậm chí tìm ra hướng đi mới cho cuộc sống. Các chỉ số trong năm về phương diện sự nghiệp là 5 sao, phương diện tài lộc là 5 sao, phương diện sức khỏe là 4 sao, phương diện tình cảm là 4 sao, màu sắc cát tường là đỏ và xanh da trời, quý nhân phù trợ là Dần, Ngọ và Hợi. Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Theo các bậc thầy tử vi, Canh Tuất có một năm mới vô cùng sáng lạn, nhờ có thiên đức cát tinh phù trợ. Công danh sự nghiệp của con giáp này đi lên trông thấy hơn cả mong đợi và đường tiền bạc cũng phát đạt không kém. Những người làm kinh doanh hoặc các công việc liên quan đến kinh doanh phải chăm sóc khách thật tốt, thân thiện, ân cần, vì chỉ cần bạn có thái độ tốt, khách hàng sẽ sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho bạn. Người làm công ăn lương có thể phát huy hết khả năng của mình, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ mọi phía, khiến bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn để giật giải cuối năm. Khi đi xe đạp hoặc lái ô tô trong thời điểm này, bạn nên cố gắng tránh lái xe trong những con hẻm ngoằn ngoèo, nhớ giảm tốc độ và không đi quá nhanh, nếu không sẽ dễ gặp tai nạn và mất tiền. Tuy nhiên, may mắn cho Canh Tuất là tiền đi rồi sẽ về, bạn chớ lo nghĩ nhiều, bạn giỏi kiếm tiền và đầu tư khôn ngoan, giỏi xoay việc nên mọi đồng tiền bạn bỏ ra vô cùng đúng đắn và sáng suốt. Đầu năm là lúc mà đường tình cảm của con giáp này vượng nhất nhờ tam hội cục nâng đỡ. Trong khoảng thời gian này, xung quanh bạn sẽ có rất nhiều người cần sự giúp đỡ. Họ có thể là người thân, bạn bè hoặc đối tác trong công việc. Họ sẽ tìm đến bạn để được giúp đỡ và hy vọng rằng bạn sẽ giúp họ. Hãy chân thành và là một người cao thượng đối với người khác. Những nỗ lực của bạn sẽ không bao giờ vô ích. Phương diện sức khỏe của quý mệnh chủ tuổi Canh Tuất nhìn chung tốt, ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Nếu có thể duy trì lối sinh hoạt điều độ và lành mạnh, thì gần như không xuất hiện tình trạng nguy cấp nào. Thường ngày bạn nên tăng cường vận động thể chất để tăng cường sức đề kháng. Đừng lúc nào cũng ngồi hoặc nằm một chỗ. Ngoài ra, tùy theo tình trạng sức khỏe của bản thân mà bạn cần tìm cho mình một phương pháp tập luyện phù hợp. Có thể đến phòng gym theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên cá nhân, hoặc có thể tập yoga tại nhà, đi bộ hay chạy bộ cũng là hoạt động được khuyến khích. Các chỉ số trong năm về phương diện sự nghiệp là 4 sao, phương diện tài lộc là 5 sao, phương diện sức khỏe là 4 sao, phương diện tình cảm là 4 sao, màu sắc cát tường là đỏ và cam, quý nhân phù trợ là Tý Mão và Ngọ, con số may mắn là 15, 28 và 90. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Xem tử vi năm 2024, tuổi Nhâm Tuất thấy rằng Nhâm Tuất gặp sự xuất hiện của Thái Dương Thiên Diêu nên gặp nhiều thay đổi mới mẻ và đối diện với nhiều vấn đề thú vị trong năm mới này. Tâm trạng của bạn luôn lạc quan trước mọi nghịch cảnh. Với sự may mắn trong sự nghiệp, nam tuổi Nhâm Tuất dễ có cơ hội được quý nhân để ý và bước phá bất ngờ trong lĩnh vực và dự án mình đang đảm nhận. Bạn siêng năng, ham học hỏi để tích lũy thêm kiến thức, trí tuệ và biến nó thành sự giàu có. Người tuổi này chưa bao giờ có ý định đầu hàng trước đối thủ, có thể nói rằng bạn có một ý chí rất kiên nhẫn và bền bỉ. Nhâm Tuất thông minh, lanh lợi và có tài ngoại giao, vui tính nên được thần tài để ý. Lộc lá thường đến tay bạn vào những lúc không ngờ tới nhất, nỗ lực sẽ có kết quả nhưng sẽ khó giành chiến thắng. Nếu bạn hành động quá chậm, hãy tận dụng sức mạnh của người khác và bổ sung cho điểm yếu của bản thân, sẽ khiến Nhâm Tuất kiếm được khoản tiền to. Nhờ có sự ghé thăm của ngũ hành tương sinh nên quan hệ tình cảm của bạn được diễn ra một cách tốt đẹp, gia đạo trong ấm ngoài êm, con cái hạnh phúc sung vầy, những hiểu nhầm lần lượt được tháo gỡ, mang lại cho bạn cảm giác bình yên mà bạn từng mong đợi. Với các cặp đôi, tình cảm giữa hai bạn càng thêm phần ổn định trong thời điểm này, tuy thỉnh thoảng giữa bạn và người ấy vẫn sẽ xảy ra những cãi vã nhỏ, nhưng sẽ không đến mức nghiêm trọng, thậm chí tình cảm còn càng thêm khăng khít sau những cãi vã, bởi cả hai thêm hiểu và yêu nhau hơn. Vợ chồng cũng nên chú ý đến cảm xúc của nhau hơn và giao tiếp nhiều hơn để gia đạo êm ấm. Lưu ý, đào hoa chiếu mệnh cũng có thể khiến tuổi này dù là hoa có chậu, nhưng sức hút trong mắt người khác giới vẫn rất mạnh mẽ. Bản thân bạn nên có sự tiết chế vừa phải, giữ khoảng cách trong các mối quan hệ để tránh gây ra những rắc rối không đáng. Các chỉ số trong năm về phương diện sự nghiệp là 5 sao, phương diện tài lộc là 4 sao, phương diện sức khỏe là 4 sao, phương diện tình cảm là 5 sao, màu sắc cát tường là đỏ và hồng, quý nhân phù trợ là Mùi, Tuất và Hợi.
con số may mắn là 3, 17 và 28. Vị trí thứ 3, xin chúc mừng tuổi Mão. Quý vị thân mến, người sinh năm Mão là người có vận may nhất trong 12 thuộc tướng. Nó là loài vật tượng trưng cho tuổi thọ dài nhất trong các câu chuyện thần thoại, là vật linh thiêng tượng trưng cho mặt trăng. Đối với thuộc tướng Mão, người Việt Nam lấy mèo làm đại biểu, Trung Quốc lấy thỏ làm đại biểu. Với người sinh tuổi Quý Mão tượng trưng của con vật hiền hòa, nhân từ, nho nhã, đáng yêu, phương thức sống ở họ thường là mềm yếu, ngôn từ ôn hòa. Điều đó thể hiện một phẩm chất đầy đủ để trở thành một nhà chính trị kinh nghiệm, một nhà ngoại giao thành công. Người tuổi Quý Mão là người yêu chuộng hòa bình và thanh lịch, biết hưởng thụ, thích thưởng thức cái đẹp và yêu thích sự giàu sang. Họ dốc sức để đẩy mạnh hòa bình cho nhân loại và giữ hòa khí giữa mọi người, tránh để xảy ra mâu thuẫn và những điều không hay. Người tuổi Quý Mão cũng là người kín đáo, dễ chịu và là người bạn tốt. Ở Quý Mão là sự khiêm nhường, biết giữ gìn ý tứ, có đức hạnh, có một thị hiếu hoàn hảo. Người tuổi này thích giao thiệp, vì vậy người ngoài rất quý mến họ. Theo các bậc thầy tử vi cho biết, vận trình của tuổi Mão trong năm 2024 này có nhiều điểm sáng, gặp nguyệt lệnh lâm trường sinh. Nó báo hiệu rằng con giáp tuổi Mão sẽ đón không ít tin vui trong công việc và cả tài lộc trong năm mới này. Công việc tiến triển thuận lợi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có được thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra, bản mệnh làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu vinh hoa phú quý. Đây cũng là thời điểm bạn khá vượng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt, thông qua đó cũng có thể nâng cao giá trị của mình. Thời điểm này Mão có tài tinh thực thần chiếu mệnh, tài lộc khởi sắc rực rỡ, thu nhập ngày càng tăng, cơ hội làm ăn, hợp tác đầu tư lớn càng nhiều giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Dù vậy bạn cũng nên hết sức thận trọng, kẻo va chạm với tiểu nhân ganh ghét, hùn hạp, nên chú ý trong khâu chọn người. Về phương diện tình duyên, đời sống tình cảm vợ chồng duy trì ở mức ổn định, đôi lúc có cãi vã nhưng nhanh chóng làm lành vì không muốn ảnh hưởng hòa khí gia đình. Người độc thân vẫn cần phải nỗ lực hơn mới có thể thay đổi tình trạng hiện tại, có thể năm nay vẫn là một cái Tết cô đơn nữa của bạn. Phương diện sức khỏe của quý mệnh chủ tuổi Mão ở mức trung bình, tuy không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng, nhưng bản mệnh vẫn cần chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe, có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức và hạn chế sử dụng các chất kích thích như bia, rượu. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Mão may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng năm 2024. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Các bậc thầy tử vi cho biết, năm 2024 này sẽ mang đến cho người tuổi Quý Mão rất nhiều may mắn. Đây sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp đối với con giáp này. Cát tinh chiếu mệnh, bản mệnh gặp may trong công việc, trở nên nổi trội ở một số lĩnh vực nhất định. Tuy vẫn còn gặp không ít chông gai cản trở trên con đường tương lai, nhưng thật may mắn là bạn vẫn lạc quan và không lùi bước. Sự nghiệp của tuổi này trong năm mới cực kỳ ổn định. Quý Mão sẽ có khả năng làm chủ tình hình chung trong các cuộc họp với kỹ năng chuyên môn xuất sắc. Chẳng những vậy bạn còn có thể đưa ra một bản báo cáo chói sáng. Điều này sẽ gây ấn tượng với đồng nghiệp và sếp của bạn. Những người đang theo đuổi thành tích năm mới sẽ có bước tiến mới và hoàn thành suôn sẻ những nhiệm vụ quan trọng. Nếu chờ đợi vận may về tài lộc, lúc này mong ước của bạn sẽ thành sự thật. Tài khí đang trên đà phát triển, tuổi này sẽ thu được về không ít tiền từ việc ngoại giao, xử lý lùng xùng rắc rối với khách hàng cực khéo. Bên cạnh đó, người kinh doanh được khách thương, nên doanh thu cũng tốt hơn hẳn so với tuần cũ. Nhìn chung, tuần này sẽ là thời điểm tốt để người tuổi Quý Mão đạt được sự giàu có và đột phá trong sự nghiệp. Nhưng trái với sự hưng vận của sự nghiệp và tài lộc, các bậc thầy tử vi nhận thấy sức khỏe của quý mệnh chủ tuổi Quý Mão không mấy khả quan cho lắm. Đây là thời điểm thời tiết khá lạnh, Minh Đường tử vi khuyên bạn nên giữ ấm cơ thể, ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ để gia tăng sức đề kháng, hỗ trợ bản thân phòng chống chọi bệnh tật. Đối với người đã cao tuổi cần làm việc vừa với sức của mình, không nên cố gắng quá mức, kẻo gây tổn thương cho cơ thể, hãy dựa dẫm vào con cháu của mình nhiều hơn, đừng nên việc gì cũng tự giải quyết. Các chỉ số trong năm về phương diện sự nghiệp là 5 sao, phương diện tài lộc là 5 sao, phương diện sức khỏe là 4 sao, phương diện tình cảm là 5 sao, màu sắc cát tường là tím và xanh lam, quý nhân phù trợ là mùi, dậu và thân, con số may mắn là 29, 35 và 50. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Theo các bậc thầy tử vi, bước vào năm mới vận khí của Ất Mão vô cùng sáng lạn nhờ có các tinh phù trợ. Đặc biệt, công danh sự nghiệp của con giáp này đi lên trông thấy hơn cả mong đợi và đường tiền bạc cũng phát đạt không kém. Sự nghiệp của con giáp tuổi này sẽ phát triển lên một tầm cao mới. Tốc độ phát triển của những người này ngày càng nhanh, không khó để được thăng quan tiến chức, kiếm được nhiều tiền.
Bước vào năm 2024, người làm ăn kinh doanh hoặc các công việc liên quan đến kinh doanh phải chăm sóc khách thật tốt, thân thiện, ân cần, vì chỉ cần bạn có thái độ tốt, khách hàng sẽ sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho bạn. Người làm công ăn lương có thể phát huy hết khả năng của mình, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ mọi phía, khiến bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn để giật giải đầu năm. Năm mới cũng là lúc mà đường tình cảm của con giáp này vượng nhất, hãy chân thành và là một người cao thượng đối với người khác. Những nỗ lực của bạn sẽ không bao giờ vô ích. Ngoài ra, hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở con giáp này đi lại, làm việc cẩn thận, kẻo bị thương tật, tai nạn. Bên cạnh đó, những người tuổi Ất Mão nên sắp xếp lại thời gian biểu để có được khoảng thời gian nhất định trong ngày cho việc tập luyện, cải thiện tình hình sức khỏe của bản thân. Không những thế, giai đoạn này thời tiết lạnh hơn, dễ bị cảm lạnh, bạn nên ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ để gia tăng sức đề kháng, hỗ trợ bản thân phòng chống chọi bệnh tật, đồng thời nhớ giữ ấm chân và nghỉ ngơi nhiều. Thời điểm này có thể bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều, vì thế mà bạn cần phải hết sức giữ gìn sức khỏe, cũng như chấp hành nghiêm túc luật giao thông, tránh làm việc hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, kẻo hung tinh bạch hổ có thể gây ra họa huyết quang đáng tiếc. Người đã cao tuổi cần làm việc vừa với sức của mình, không nên cố gắng quá mức, kẻo gây tổn thương cho cơ thể, hãy dựa dẫm vào con cháu của mình nhiều hơn, đừng nên việc gì cũng tự giải quyết. Các chỉ số trong năm về phương diện sự nghiệp là 4 sao, phương diện tài lộc là 5 sao, phương diện sức khỏe là 4 sao, phương diện tình cảm là 5 sao, màu sắc cát tường là đỏ và bạch kim, quý nhân phù trợ là Mùi, Tuất và Hợi, con số may mắn là 3, 15 và 20. Tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Vận may cũng sẽ tìm đến với người tuổi Đinh Mão trong thời điểm năm mới này. Hàng loạt các tin xuất hiện, dự báo bản mệnh sẽ gặp nhiều thay đổi mới mẻ và đối diện với nhiều vấn đề thú vị trong thời gian này. Rất may là tâm trạng của bạn luôn lạc quan trước mọi nghịch cảnh. Mặc dù nhiều người nhìn nhận sự thành công của người tuổi này là bởi may mắn, nhưng ít ai hiểu rằng bạn đã rất cố gắng và nỗ lực để đạt được thành tựu hiện tại. Với sự may mắn trong sự nghiệp, nam tuổi Đinh Mão có cơ hội được quý nhân để ý và bứt phá bất ngờ trong lĩnh vực và dự án mình đang đảm nhận. Người tuổi này chưa bao giờ có ý định đầu hàng trước đối thủ, tính hiếu thắng của bạn khá cao. Về tài lộc, năm mới là lúc thần tài đang chú ý tới con giáp này, nhờ đó lộc lá thường đến tay bạn vào những lúc không ngờ tới nhất, nỗ lực sẽ có kết quả nhưng sẽ khó giành chiến thắng. Nếu bạn hành động quá chậm, nhớ rằng tận dụng sức mạnh của người khác và bổ sung cho điểm yếu của bản thân sẽ khiến Đinh Mão kiếm được khoản tiền to. Khoảng thời gian giữa năm sẽ là lúc tài vận của bạn vượng nhất, càng về cuối năm thì con giáp này càng phải tiêu nhiều tiền, nhưng may mắn là bạn vẫn kiếm đủ tiền để phục vụ cuộc sống cá nhân. Bên cạnh đó, Minh Đường Tử Vi cũng có một vài lời khuyên cho con giáp tuổi Mão trong thời điểm năm mới này, đó là không nên kiêu ngạo và cũng không nên quá nhiệt tình. Vì ảnh hưởng của thiên hình khiến bạn khó giữ được lời hứa, làm hay sai, càng cố thể hiện với mọi người thì càng dễ bị rơi vào tình huống xấu hổ. Mệnh có mộ cho thấy, bản mệnh còn phải cố gắng, phấn đấu rất nhiều, tuy nhiên, bản mệnh dù chăm chỉ, thông minh, nhưng không khéo léo nên không được lòng nhiều người, chính vì thế mà chưa được đánh giá cao trong công việc. Ảnh hưởng của tiểu hao khiến con giáp tuổi Đinh Mão dễ làm thất thoát tiền bạc trong thời điểm này, bạn không nên dùng tiền mua sắm để tô vẽ cho bề ngoài. Vì không ai quá quan tâm tới điều đó, trong khi tiền bạc của bạn lại cứ vơi dần theo thời gian, do đó, ngay từ hiện tại, khi có tiền cũng tránh việc lãng phí, tránh việc thích gì mua nấy, tuyệt đối không mua hàng xa xỉ, vì tin rằng mình đang có nhiều tiền, bạn luôn phải thận trọng trong việc chi tiêu, không sử dụng đồng tiền bừa bãi. Ngũ hành xung khắc khiến tình cảm dễ bị rạn nứt, nhất là khi tuổi Đinh Mão đang quá bận rộn trong việc xử lý các rắc rối trong công việc, nên bạn ít dành thời gian để cải thiện mối quan hệ của mình. Nếu đối phương không biết thông cảm mà còn hay trách cứ, thì càng gia tăng căng thẳng và khoảng cách giữa hai người. Các chỉ số trong năm về phương diện sự nghiệp là 4 sao, phương diện tài lộc là 5 sao, phương diện sức khỏe là 4 sao, phương diện tình cảm là 5 sao, màu sắc cát tường là vàng và trắng, quý nhân phù trợ là Dần, Ngọ và Mùi, con số may mắn là 5, 19 và 20. Vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý vị khán thính giả sống bình an hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa. Để vạn sự hanh thông triệu điều như ý, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất.
Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.